liên quan. Đó, tôi nghĩ để nhảy được mà, anh em xem được chat mà. Ok. Ok rồi. Vâng, và chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên của giải Solomid, mang tên là Solomid thượng đẳng. Kèo đầu tiên là kèo hai con Phantom Assassin. Cái hero này tôi bật mí cho ông, là bên Liên Minh thì không biết nha, bên Dota thì con hero này hay gọi tắt là PA, bọn tôi thì gọi là Phương Anh. Phương Anh. Templar Assassin gọi tắt là TA thì bọn tôi gọi là Trâm Anh. Đó, cộng đồng Dota đó thì cộng Dota rất hay và rất là thú vị. Kèo đầu tiên là Bạch Ngọc Hoàng Lân, mức rank là 3425 MMR và đánh với cả Humid Đào Trung Hiếu. Bạn Humid là các bạn mà đặc biệt đấy đúng không? Humid là thanh niên đấy ở Singapore đam mê thể hình, thích khỏe thân ấy. Ngày xưa thì thanh niên này chơi con Earth Spirit đã từng leo rank đến 6000. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Humid nói chung là đánh phèo lắm rồi. Không ăn thua. Phương Anh. Hiện tại thì mình đang bị ốm nên là thỉnh thoảng hơi ho nên là có gì anh em bỏ qua. Ok, bạn Bạch Ngọc Hoàng Lân thì sẽ ở bên vị trí của team The Dire. Còn Humid đây, Hughes sẽ là PA chơi ở vị trí của team Radiant, tức là team bên team xanh team đỏ thì cho dễ đi. Team xanh team đỏ, okay. Team xanh team đỏ. Ok. Humid để xem set đồ các kiểu các thứ xem có gì không. Có gì không? Set Alliance. Set đồ này set của Alliance. Cái con này cái con PA này, con Phương Anh này thì nó có hợp với cả meta hiện tại không? Hợp PA với các đội hình gọi là thông thạo bình thường hay sử dụng ấy. Nếu mà chơi ở đấu trường gọi là đánh rank, đánh public thì PA được pick khá là nhiều, được spam khá là nhiều. Vì đây là con hero mà nó không quá khó chơi. Nhưng mà giải đấu thì sao? Như Vanilla hay là TI thì giải đấu thì ví dụ như là Major hay TI PA cũng có được pick nhưng tần suất không đến mức là quá nhiều. Nhưng đây không phải là con hero bị lãng quên. Đây không phải là con hero bị lãng quên. Quay trở lại trận đấu, chúng ta nhìn thấy ở đây bên bạn Bạch Ngọc Hoàng Lân, tức là bạn Carry Carrot. Thề cái thanh niên này đùa, một kích ăn ban của ban tổ chức bây giờ Humid rất là vớ va vẩn luôn. Khổ đáng tội thanh niên ngày xưa là bạn tớ. Thằng này thấy chửi như con. Đây, bạn Carry Carrot thì mua cho mình một cái tăng hô, một cái stick con, hai cọng rau muống à. Hai cọng rau muống tăng thêm một tí stat, mua rất là mắt, có cả mắt luôn, mua chuẩn chỉ các kiểu. Còn Humid thì sao? Ôi, tự tin khuya cả tính luôn, một cái stick to với cả tango. Tôi hỏi một chút đó là nếu mà mua mắt thì chỉ để cắm ở trên cái địa điểm cao hơn thôi đúng không? Chứ mục đích của cái solo 1-1 đâu có ảnh hưởng đến xung quanh. Chính xác, mua mắt là để cắm trên vị trí cao hơn, tức là khi mà mình bị khuất sai của đối thủ ở trên vị trí cao hơn, ví dụ như này. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái lượng thì sai. Thì sẽ không thể target được bằng đây, chiêu. Đây, ví dụ chúng ta nhìn thấy cái lượng sai của bên xanh thì sẽ không nhìn thấy được ở đây. Thì bên xanh cần cắm cái quát ở trên này để nhìn thấy đối phương ở bên trên đồi. Đó. Bọn tôi gọi là 2 gra. Ok. Một bình máu to lên healing save dành cho Carry Carrot. Vậy là hoàn toàn là bên Humid kia là nó có thể thừa tiền mua đồ khác mà không mua đúng không? Không, Humid anh ta mua cái magic wand to này to. thì là cái này là cái đã to là đã. Đúng rồi, thì là đã là đồ ghét rồi, cho nên là cái lượng stat của con của Humid hiện tại bây giờ đang là 4+3. Giáp 4+3 rồi các lượng stat còn lại là đều +4 tất cả. Ok. Các thứ đam cũng là 51. Bạn này đam bé hơn. Bên nào lợi thế hơn? Bên nào lợi thế hơn? Có một bên là lợi thế về mặt tầm nhìn đúng không? Nhưng một bên thì sẽ lợi thế hơn về stat hoặc là cái won nó sẽ cộng nhiều hơn chẳng hạn. Thì theo Mỹ thì bên nào lợi thế hơn? Thực ra thì tôi đánh giá cao hơn ở cái set item của Humid. Set item này nó rất là đơn giản, nhưng mà bởi vì cái con PA này, con spam cái skill 1 này rất là nhiều. Cho nên là càng spam skill 1 thì càng cộng nhiều hơn vào cái magic wand này thì càng có cơ hội hồi máu nhiều hơn và cơ hội lật kèo nhiều hơn. Tuy nhiên bạn này thì bạn ấy đánh thêm một lối chơi đấy là chơi một con PA. Ơ kìa! Đùa! 3k5 chặn creep. Rát bờ lóc quá ấy chứ. Bạn ơi, không được rồi, đấy. Nó chặn như này cơ mà, đùa, chặn như player đi thi đấu quốc tế đấy, đánh vừa vừa thôi, Humid làm gì này. Chặn để đúng một con này ra luôn, rồi xàm thảo. Việc như thế này thì nó làm cho con Rain chết nhanh hơn. Dễ deny hơn. Đúng, chính xác, dễ deny hơn. Và đây này, ông nhìn thấy cái bên phía team đỏ sẽ phải cố gắng đứng ở gần cái khu vực gọi là high ground này hơn. Đấy là cái khu vực nó nguy hiểm hơn với việc là khu vực khi mà chúng ta đứng ở bên trên và nhìn xuống. Và chỉ cần một ít phút nữa thôi là chúng ta thấy được sự chênh lệch của các bạn này. Là máu chênh này, quái chênh này. Ủa có 1-1 luôn kìa. Ok, Hugh rất thấp máu. Sẩm lao thẳng xong kìa. Thôi. Mới có level 1 thôi đấy. Mới có level 1 rồi đấy. Rất căng thẳng đấy. Tuy nhiên bạn này thì bạn cũng có 4 cái magic stick rồi, bạn cũng không sợ lắm đâu.
Mỗi tội là bạn ấy đang farm không còn. Đùa, Wake Grip đầu tiên thì Humid đang chiếm lợi thế khá là nhiều. Farm 3, deny 1. Hiện tại farm 4 thì bạn kia chưa farm con nào cả. Cố lên bạn ơi. Nhưng mà mọi người có thể thấy rằng là cái sự thay đổi với một bình máu nó cũng đã rất là khác rồi. Chính xác. Thì Hughes không thể nào mà có thể bằng máu carry Kalos được. Trong khi đó mana thì có thể hơn một cái buồn. Và hay bạn Hoàng Luân này thì bạn ấy, Hoàng Luân nghe như caster lỡ lời nha. Bạn Hoàng Luân này thì bạn ấy cũng không spam quá nhiều cái chiêu một. Cho nên là cái magic wand của Humid thì cũng không có nhiều stick lắm, nhưng hiện tại thì Humid hiếu đà thì anh ta cũng vừa cắn cái bình máu to. Bây giờ thì cái lượng farm nó gần như là ngang bằng rồi. Carry Carrot có được 4 con creep. Tuy nhiên thì vẫn đang để cho Humid có một chút lợi thế về lên. Đùa, lát hết trượt bạn ơi. Tình hình hiện tại thì như Hughes là không có bình máu đấy bạn, nhưng mà vừa phải lấy đây cả hai đều không có bình máu. Máu vừa cả dùng hai rồi. Đều không có bình máu. Humid thì anh ta lợi thế hơn khi mà anh ta đang có được cái lượng level 3 rồi. Hơn level hơn một chút so với cả bạn Carry Carrot này. Đẩy quái về trụ như này thì đối phương cũng sẽ khó farm hơn. Khó farm hơn. Nhưng mà mọi người để ý rằng là luật của chúng ta là 100/10 á. Cho nên là 101, 91, 100 là không đồng ý mà phải là 101, 91. Cho nên rằng là cũng sẽ khá là quan trọng. Lúc này thì level 3 rồi và cái độ miss đã có rồi, độ đánh trượt đã có rồi, cho nên là cũng rất là hên xui. Ok. Humid chưa gì đã lên kênh chat để mà gọi là các kiểu lao thẳng vào người của đối phương một nào. Bạn này có cộng 1 điểm mid rồi, còn 10 chạc stick. Trả đòn Humid ngay lập tức luôn, Humid hết mana chắc chắn nó sẽ lùi về. Chắc chắn là sẽ lùi về để ăn hai con creep này. Tuy nhiên trong cái pha vừa rồi thì Humid tiếp tục dồn được thêm một con quái nữa vào gần trụ của đối phương và khiến cho bạn khó farm hơn. Kèo này cái của Humid thì lại hơn. Hiện tại thì kèo này vẫn đang là tôi đánh giá là cân kèo chứ không vấn đề gì cả. Humid thì anh ta mua một cái Orvano thì nó bắn cái này vào thì slow hơn thêm một chút nữa. Nhưng mà năng lượng thì không còn à. Nhưng mà anh này giữ lên tốt quá. Ở bên Liên Minh có cái này là đóng băng. Đóng băng là sao ạ? Đóng băng tức là để quái trong cái hiện trạng ở một cái vị trí mà mình lợi thế hơn. À ok ok ok. Đó. Thì rõ ràng là cái từ nghe hơn. Đóng băng nhỉ. Nào rồi, tiếp tục lao thẳng vào kia. Hoàng Luân ơi, thôi đi về bạn ơi, đi về. Không sao rồi. Bây giờ chỉ có Chiến thôi, cắn stick lên rồi. Humid cũng cắn stick lên rồi. Sàng first blood thuộc về Humid. Game đấu kết thúc ở đây. Nó hơi đáng tiếc cho bạn Carry Carrot. Thực ra thì đúng là cái sự chênh lệch của cái việc một thanh niên 6k với cả bạn Hoàng Luân đấy là bạn thanh niên đã từng 6k hiện tại Humid thì cá nhân tôi nghĩ là chỉ còn 4k rưỡi thôi. Tôi với cả bạn Hoàng Luân là 3k4 thì có lẽ là có sự chênh lệch về việc đi lên. Hơi đáng tiếc cho bạn Hoàng Luân. Chúc mừng cho Humid là người đầu tiên giành được chiến thắng đầu tiên trong cái game đấu giữa kèo solo thượng đẳng giữa hai con Phantom Assassin. Chúng ta chuẩn bị đến với kèo đấu thứ hai giữa đấy là Đinh Hoàng Luân, Lân Dê đội trưởng Gameway và bạn Phạm Thu Thảo. Okay. Hưng ơi, sang rồi nhìn thấy rồi.